Xin chào các bác và các anh các chị. Giờ buổi chiều ngày hôm nay vẫn là nắng bức. Em này review đến các bác và các anh các chị một sản phẩm mới về ở bên em các bác nhé. Đây là sản phẩm mới về, đây là một chiếc xe đua tay quầm có size đứng của xe là bằng 51, size ngang là 50 các bác nhé. Size đứng 51, size ngang 50. Con này được mang thương hiệu Louis Carter, cái thương hiệu đến từ Canada đấy các bác. Con này là con khung nhôm các bác nhé. Con này khung nhôm màu đen phối tem màu trắng rất là giỏi. Em quay qua một lượt con này là còn khá đẹp. Xe bên em chọn thì con nào cũng như con nào hết, hầu như là con nào cả sơn si và ấy còn nguyên bản hết, khá là đẹp đấy. Em thì em kỹ lắm, đắt một tí cũng mua để phục vụ các bác, nhưng mà nó phải chuẩn, hàng phải chuẩn chỉ nguyên bản từ đầu đến cuối. Bây giờ thì là thực sự là hàng là cực kỳ là khó, không về được, nhưng mà thôi em cũng cố gắng hết sức để mua được những cái sản phẩm để giới thiệu đến các bác và các anh các chị. Và em cũng đi vào chi tiết ngay bây giờ về con xe này các bác nhé. Cũng như mọi khi em sẽ quay qua một lượt để sơn con xe này. Đây là cái vết chảy xước vận chuyển này. Con này là màu đen nhưng mà khá là lành sơn các bạn. Đấy, khá là lành. Em quay qua một lượt. Đấy, xe này. Con này có ghi đông nhôm, có tăng nhôm các bác nhé. Đấy, vẫn nguyên theo xe đấy, nguyên theo xe hết. Sơn đen là nó rất là bóng, nhìn bên ngoài rất là bóng, yên vẫn còn nguyên. Phanh là phanh Techo, lốp ăn theo xe các bác nhé. Theo xe. Chân nhôm, thương hiệu lốp này rất là nổi tiếng và này là rất là bền, nó mảnh dù hết, tất cả con này là mảnh dù hết, vành hai lớp. Đây, thương hiệu của vành. Con này nó chạy với xem là mấy níp này, 1 níp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níp các bác nhé. 8 níp và đằng sau là Shimano Sora. Quay qua lượt này. Con này em rửa ráy nên lấy nên con này vẫn nguyên bụi bặm bên trong vẫn nguyên đấy, em chưa lau chùi đâu, qua về vẫn vẫn nguyên. Con này xích thay xích mới rồi các bác nhé. Đấy, con này xích mới rồi. Tay đề trước cũng là Shimano Sora các bác nhé, Shimano Sora. Dây phanh dây đề hãng còn nguyên theo xe. Bên này là Shimano Sora. Đấy, phanh trước là phanh Techo. Lốp trước lốp sau vẫn còn nguyên theo xe các anh. Đây là thương hiệu của Mayer. Ở đây là thương hiệu của vành. Những vết sắt của kem, học yên vẫn còn lưu gắt được
vẫn theo xe. Em sẽ sang quay sang phần trái. Đây là thương hiệu của Mayer. Từ khóa nhanh hãng còn theo xe các bác nhé. Con này nói chung là khá là mới đấy. Ngành mới xe lắm các bạn. Khá là mới xe. Mới các đơn. Khá là mới. Em sẽ quay qua lại tổng thể con xe này và em sẽ nói qua tổng thể lại con xe này một lần nữa. Con xe này có size đứng là 51, size ngang 50 các bác nhé, khung nhôm đấy, bánh lốp hai lốp vẫn theo xe, vành là vành hai lớp các bác, chạy với 8 lít hai đĩa, để trước để sau là Shimano Sora, đùi đĩa nhôm. Con này là thương hiệu Louis Carter giờ 2002 các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại là 0915 096 215. Số điện thoại ở bên em là dùng Zalo, các bác hãy kết nối Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết xe cho các bác. Các bác xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo để xem những con xe em đăng lên hàng ngày các bác nhé. Và em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác và các anh các chị đã quan tâm theo dõi.